sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức Lai Hạ Sa Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Thu Phật, Nam Mô Đại Trí Ân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Thị Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Con xin lãnh lễ chư Phật mười phương chư vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng ba lễ, xin cung kính ba lễ. Nhất tâm phụng thỉnh nó mười phương tất cả pháp tạng, nó mười phương tất cả pháp tạng, nó mười phương tất cả
mười phương tất cả hiện thánh, nam mô mười phương tất cả hiện thánh, nam mô mười phương tất cả hiện thánh đáp đại chứng minh. Nhất tâm phục thỉnh, nam mô kiên tịnh tịnh Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô kiên tịnh tịnh Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô kiên tịnh tịnh Bồ Tát Ma Ha Tát đáp đại chứng minh. Nhất tâm phục thỉnh, nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thâm Bồ Tát Quán Thủ Xứ Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thâm Bồ Tát Quán Thủ Xứ Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thâm Bồ Tát Quán Thủ Xứ Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát đáp đại chứng minh. Nhất tâm phục thỉnh, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phục thỉnh, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phục thỉnh, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đáp đại chứng minh. Nhất tâm phục thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lắm Nội Hội Chánh Pháp Già Tất Cả Thánh Chúng. Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lắm Nội Hội Chánh Pháp Già Tất Cả Thánh Chúng. Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lắm Nội Hội Chánh Pháp Già Tất Cả Thánh Chúng. Xin cung kính một xá và quỳ chắp tay chân nghiêm. Duyên nghiệp Đức Thích Ca Từ Phù Bảy Đức Phật Thế Tôn Đấng Ba Đức Phật Các Cả Các Bậc Giác Ngộ Các Thánh Đại Giảng Thánh Ý Không Ngại Thần Thông Tự Tại Quán Lâm Đạo Tràng Giúp Thụ Chúng Có Chuyển Thành Tịnh Tấn. Duyên nghiệp Đức Thích Ca Từ Phù Bảy Đức Phật Thế Tôn Đấng Ba Đức Phật Các Cả Các Bậc Giác Ngộ Các Thánh Đại Giảng Thánh Ý Không Ngại Thần Thông Tự Tại Quán Lâm Đạo Tràng Giúp Thụ Chúng Có Chuyển Thành Tịnh Tấn. Duyên nghiệp Đức Thích Ca Từ Phù Bảy Đức Phật Thế Tôn Đấng Ba Đức Phật Các Cả Các Bậc Giác Ngộ Các Thánh Đại Giảng Thánh Ý Không Ngại Thần Thông Tự Tại Quán Lâm Đạo Tràng Giúp Thụ Chúng Có Chuyển Thành Tịnh Tấn. Xin cung kính một lễ. Chim sát hiện ánh nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương bất tạm thức tịnh cùng trong các tánh trụ pháp thứ không hiện hiện đời trào nhận có cúng dường. Chim sát hiện ánh nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương bất tạm thức tịnh cùng trong các tánh trụ pháp thứ không hiện hiện đời trào nhận có cúng dường. Chim sát hiện ánh nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương bất tạm thức tịnh cùng trong các tánh trụ pháp thứ không hiện hiện đời trào nhận có cúng dường. Xin cung kính một. Kiến tịnh tịnh Bồ Tát của hiện Bồ Tát với thân Bồ Tát có thủ xứ lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiện thánh chấm sẽ từ mấy vô lắc bất tội thiết xuất ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiến tịnh tịnh Bồ Tát của hiện Bồ Tát với thân Bồ Tát có thủ xứ lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiện thánh cũng sẽ từ mấy vô lắc bất tội thiết xuất ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiến tịnh tịnh Bồ Tát của hiện Bồ Tát với thân Bồ Tát có thủ xứ lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiện thánh cũng sẽ từ mấy vô lắc bất tội thiết xuất ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Xin cung kính một lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại chuyển hệ đúng đường nền nhẹ nhàng an ổn nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại tấn trưởng lòng tín hiệu sâu chắc đạt từ đã biết không đời bổn nguyện không đại cũng minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại chuyển hệ đúng đường nền nhẹ nhàng an ổn nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại tấn trưởng lòng tín hiệu sâu chắc đạt từ đã biết không đời bổn nguyện không đại cũng minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại chuyển hệ đúng đường nền nhẹ nhàng an ổn nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại tấn trưởng lòng tín hiệu sâu chắc đạt từ đã biết không đời bổn nguyện không đại cũng minh tròn đầy sở nguyện cho con. Xin cung kính một lễ. Xin mời tất cả đứng lên cùng chắp tay. Hộ pháp thiên long già lắm chứng trẻ tùy thuận là thịnh của con dựng vững đạo tràng ngắt các mấy chứng thị hiện cái từ khiến sở tướng của con từ tại thành tù. Hộ pháp thiên long già lắm chứng trẻ tùy thuận là thịnh của con dựng vững đạo tràng ngắt các mấy chứng thị hiện cái từ khiến sở tướng của con từ tại thành tù. Hộ pháp thiên long già lắm chứng trẻ tùy thuận là thịnh của con dựng vững đạo tràng ngắt các mấy chứng thị cái từ khiến sở tướng của con từ tại thành tù. Xin cung kính một xã. Tánh lễ tám bảo có nghe trong miệng chánh biến trí áo đức chánh thập vô biên độ thoát các khổ tình tám món niệm kính lễ từng tố vô lượng phước nay được lễ thế tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tố pháp cúng dường cổ xin được cúng thỉnh thần chủ tăng trưởng công đức lễ lại đến 1000 lần xin cúng thỉnh. Nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha nam mô mật thủ thất diệu nam mô thất diệu nam mô đa ma thất diệu tổ ha. Con xin chí thành khẩn cầu đức Bồ Tát Quán Thù giá trì các vị lễ lạy công đức tăng trưởng đến 1000 lần tăng trưởng viên mãn. Nam mô đại trí Quán Thù Xứ Lợi Bồ Tát xin cung kính một lễ.
xin được đảnh lễ bảy Đức Phật quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Cô Lưu Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trâu Na Hàm Mô Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Con xin đảnh lễ 53 Đức Phật quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đan Ma La Bạc Chi Đàn Hương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chi Đàn Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Không Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Đại Thường Tại Thinh Tấn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hệ Cự Chiếu Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang La Cường Phổ Tán Kim Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Từ Tinh Tấn Giọng Mạnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Tạng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thủ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Ý Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật
Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hư Không Bảo Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động Trí Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quán Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trí Huệ Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Di Lặc Tiên Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tố Trí Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tịnh Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thường Quang Tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quang Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Di Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Mai Ma Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật U Đàn Bát La Hoa Thù Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Huệ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ác Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương Như Lai.
con đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thông Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Tất Cả Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Tất Cả Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Từ Phù Đồ Miếu Tháp và Tất Cả Phật Sự của Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Ba Đời Tất Cả Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Ba Đời Tất Cả Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Ba Đời Tất Cả Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Tiên Sát Thiện Ác Nghiệp Biếu Kinh Tuy Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Tiên Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Tuy Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Địa Tịnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thâm Bồ Tát Quán Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cung kính một đã một sẵn. Xin cả nhà quỳ chắp tay trang nghiêm. Tu hành sám hối con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của bác nghiệp xấu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất lý sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý phi diệu mặc dù nấy đã biết. Nhưng do con cùng chúng sanh liền bị tội nặng làm chướng ngại, giờ đấy có Đức Bồ Tát Địa Tạng mười phương chư Phật rộng vì chúng sanh mà quý mạng sám hối. Như nguyện Bồ Tát Địa Tạng mười phương chư Phật từ bi giáo hộ, khiến cho con và chúng sanh tội chúng tướng diệt, xin cung kính một lễ. Trọng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới nguyện đoàn trừ bé chướng, con xin quy mạng sám hối, xin cung kính một lễ. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay giác tham ái kiến chấp trong lòng sinh tinh ngã nhau, ngoài lại thêm bạn xấu không chút tùy hỷ các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, việc tuy không rộng nhưng ác tâm lăn tràn ngày đêm liên tục, không hề giãn đoạn che giấu lỗi lầm, không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, không có chút hổ thẹn, không đối thoại nhân quả. Vì thế ngày nay trên sâu nhân quả sinh lòng hổ thẹn, sánh tấm khiếp sợ ác đạo, pháp lùi sám hối, đồng tấm tương tục pháp tấm bồ đề, đồng ác tu thiện, tính cần sẽ tấm ba nghiệp sửa đổi tội nặng không quá thương. Tùy hỷ thành thánh dù chút thiện nhỏ, niệm mười phương chư Phật có đại trí huệ, có thể cứu đạt cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tám đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vô tịch, vốn không tịch nên tạo ra nhiều tội ác, nay phải biết không tịch con vì chúng sanh cầu đà bồ đề, rộng tu các điều thiện, đầu tất cả điều ác, nhưng nghĩ hết thảy tám bảo Địa Tạng từ Bồ Tát từ bi như thọ nghe con sám hối, xin cung kính một lễ. Con đệ tử chỉ tâm sám hối con và chúng sanh từ tánh thanh tịnh, nhất thập cảnh giới đồng thể chư Phật chuyển giao công minh si ấm hút tập nhân duyên, nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sinh tham tham chấp chấp trước cả ta và của ta, không tập cái ác pháp xấu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, thập ác những lực trọng nén thân giả, chúng tuệ chứng định chứ chư giới phẩm, chẳng đến luân hồi khổ ảo mãi không có ngày ra khỏi. Dễ như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghĩ chướng, hoặc bị ngoại ma quá nhiều, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên tịnh tính không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khéo nói lời ác ủi, mở đám mây đen mê hoặc lột tại ấu lao, trong tâm con cầu ái sám hối, duy nguyện mười phương chư đại từ tốn chứng trí hội, niệm nấy con sám hối, không tạo lại nữa nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tâm bảo tội nhất sự đề, tội tánh như vậy cũng là không tịch, những từ hư vọng khỏi tấm điên đảo, chẳng thực sự có định muốn chi là chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bổn tâm vĩnh viễn, diệt trừ tội cám, có sinh quy mạng lễ tam bảo, xin cung kính một lễ. Phát nguyện khuyến thỉnh con đệ tử chỉ tâm khuyến thỉnh nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác nguyện mới thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế, chuyển phán phép luôn không nhập niết bàn, nguyện hết thảy các đức Như Lai như số cực quý trong tất cả các cõi Phật pháp hư không pháp giới mười phương ba đời, có muốn thị hiện nhập niết bàn cùng các Bồ Tát chánh tông dương giác phổ học vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như cực quý trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc, con xin quy mạng lễ tam bảo, xin cung kính một lễ. Phát nguyện tùy hỷ con đệ tử chỉ tâm tùy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo bệnh viện tâm đố kỵ, đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi như trong ba đời, hãy đều tùy hỷ báo như Đức Phật như số phi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không khắp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà xin tu cõi phước, chẳng biết thân mạng rải quá số kiếp như số cực phi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mọi kiếp đều thí xả đầu mắt tay chân vân vân, nhiều như số cực trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hành khó làm như vậy đầy đủ các món ba lớn mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn đến quả cuối thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phóng chí sẽ lợi báo như công lành ấy, con đều tùy hỷ cả đến các lời lục thú tứ sanh trên tất cả mười phương thế giới, khi có bao nhiêu công đức giàu nhỏ như mảy trần, con đều tùy hỷ mười phương ba đời tất cả vị thanh văn bích chư Phật hổ học và bố học, có bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ tất cả chư Phật Bồ Tát tu hạnh còn khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng tánh đẳng bồ đề, công đức rộng lớn con đều tùy hỷ, con xin quy mạng lễ tam bảo, xin cung kính một lễ. Con đệ tử
Thì tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lễ cho tất cả chúng sanh nhận đến lễ sáng có mấy công đức. Thầy để đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hướng không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không có các bệnh khổ, muốn thực hành ác pháp thầy đều không thành, còn tu nghiệp làm thì mau thành độ. Đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bài đường chánh nhân thiên niết bàn, đồng đến Phật trí nhân thành niết bàn, có xin quy mạng lễ tam bảo, xin cung kính một lễ. Con đệ tử chỉ tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo địa tạng từ tốn thương xót hộ trì của bạc chủng tế, khiến thế giới này tiêu trừ khiến tai động loạn, chẳng phát lưu thông khắp tất cả đời sanh tịnh tỉnh, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ má đạo tà trí tà kiến. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời, sẽ lìa sầu bi khổ não, con cuộc sống sung túc tâm tụ giới căn, lúc đó thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tám mùa tổng trì thần thống phương tiện tự nhiên lục độ, tất cả đều biến thành liễu ngộ tự tâm đắc thật cảnh giới, bỏ khỏi thế giới này, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh tại Phật tiền đổi diện với đà thắng cận chư Phật, được Phật thật tử trở lại trần lá cổ độ, mê đồng quý mật tạng cố xin quy mạng lễ tam bảo, xin cung kính một lễ. Xin đứng lên và chắp tay trang nghiêm tự quy y. Tam tự quy y, tự quy Phật, xin niệm chúng sanh thể giải đại đạo, phát lòng vô thượng, xin cung kính một lễ. Tự quy pháp, xin niệm chúng sanh thâu đạo kiết tạng, thủy hệ niết hại, xin cung kính một lễ. Tự quy tăng, xin niệm chúng sanh thông lý đại chúng, hết thảy vô ngại, xin cung kính một lễ. Hòa Nam thánh chúng một sáng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy là con được thực hiện xong lễ chính xác sanh ly, xin cả nhà quỳ chắp tay trang nghiêm cùng cung thỉnh chư Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Diệu Sư Ni Lông Ni Phật, Nam mô Đại Trí Công Thường Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Khánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tiểu Mẫu Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin được đảnh lễ tạ ơn các ngài từ bi gia hộ cho con lễ chẳng nguy được thành tựu viên mãn, xin cung kính phục. Con xin được cung thỉnh cho Phật mười phương chư vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng để đến đây duy trì cho con, chư vị hộ pháp đến duy trì cho con, xin cung thỉnh các vị ai ở trụ sở nào và trụ sở đó ở đâu, mức độ nào ở đấy, cái đường đi xin làm em đại thân niệm Phật, là tất cả chúng sinh đều có một ngày an lạc và hạnh phúc. Con xin cung thỉnh, con xin được cung thỉnh chư vị chúng sinh đến đây cùng con lễ lại chiêm xét, xin cung thỉnh chư vị về nơi trụ sở của mình, xin khi về trụ sở của mình nó có niệm Phật nhân từ của Phật là lại chứng niệm cái niệm của Phật để nhờ con này được tỉnh thức, có khỏi tâm độ anh là xin cung kính các vị và con xin phép được lui ra. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.